Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, mỗi người Việt Nam dù đang ở bất kỳ nơi đâu, ngay trong lòng đất mẹ hay xa tổ quốc, cũng không khỏi xúc động bồi hồi khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày cách mạng, đặc biệt là ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945 lịch sử, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lên giọng nói ấm áp của người, đọc tuyên ngôn 2 tháng 9, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của ngày Quốc khánh 2 tháng 9 sẽ đời đời bất diệt. Cách mạng tháng 8 thành công, mở đầu trang sử mới của dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời làm lễ ra mắt quốc dân tại vườn hoa Ba Đình, Hà Nội. Hàng chục vạn đồng bào Hà Nội và các tỉnh lân cận tập hợp ở vườn hoa Ba Đình để nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Người vô cùng tự hào thay mặt quốc dân đồng bào tuyên bố: Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trân trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Tiếp đó, chính phủ lâm thời gồm 15 vị do Hồ Chí Minh làm chủ tịch chính phủ lâm thời, kiêm bộ trưởng ngoại giao, tuyên bố nhậm chức. Cuối buổi meeting, cả vạn người cùng hô, kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ủng hộ Hồ Chủ tịch cùng chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù phải có chết cũng cam lòng. Từ đó, ngày 2 tháng 9 đã trở thành ngày hội độc lập, ngày quốc khánh của dân tộc ta. Như vậy, độc lập, tự do, tư tưởng cách mạng chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát thảo trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng vào tháng 2 năm 1930 là mục tiêu phấn đấu trực tiếp của Mặt trận Việt Minh năm 1941 và của Đại hội đại biểu quốc dân Tân Trào tháng 8 năm 1945 đã thành hiện thực bằng sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Mở ra một trang sử mới trong lịch sử dân tộc, độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, chúng ta càng thêm tự hào về dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo. Tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Một lòng một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.